hiện nay sản phẩm kem trị nám Select đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng vô cùng hiệu quả. Thì trong video này, shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem trị nám Select, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trị nám Select chính hãng là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Đây là sản phẩm kết hợp hoàn hảo các tinh chất làm trắng, chống nắng và dưỡng da tự nhiên bằng công nghệ hiện đại của châu Âu. Sản phẩm chứa các thành phần quan trọng như vitamin A, C, E, AHA và dầu olive, giúp làn da luôn căng bóng, khỏe mạnh. Đồng thời, với thành phần đặc biệt của sản phẩm là bột san hô, đây là một nguồn dưỡng chất tự nhiên giàu chất khoáng và canxi có lợi cho sức khỏe của da. Bột san hô giúp làm sạch và loại bỏ tế bào chết trên da, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da và tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa công nghệ tế bào gốc và titan dioxit, giúp bảo vệ ra khỏi tác hại của tia UV, từ đó giảm thiểu tình trạng lão hóa và hạn chế sự hình thành các đốm nâu, tàn nhang trên da. Chất chống nắng SPF 45+ cũng được cung cấp trong sản phẩm, giúp bảo vệ ra khỏi tác hại của tia cực tím nữa nhé. Hơn nữa, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin kem trị nám Silex trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem trị nám Select là rất tốt nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem trị nám Select, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất, ở sản phẩm này đó là khả năng loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng mịn màng, đồng thời, em này còn có khả năng cấp ẩm cho da phục hồi độ ẩm và ngăn không cho da bị khô bởi các yếu tố bên ngoài. Thật ra, phụ nữ chúng mình mà có da đẹp trắng hồng thì ra đường cũng tự tin hẳn lên phải không nè? Ngoài ra, nhiều khách hàng khác sau một thời gian trải nghiệm sử dụng kem trị nám Select này thì cảm thấy thích nhất ở tính năng là đánh bật các loại mụn, từ mụn bọc, mụn mủ cho đến mụn đầu đen, giúp da trở nên sạch sẽ và tươi mới. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp xóa mờ dần các vết thâm đen và các vết sẹo do mụn để lại nữa nhé. Và với các thành phần tự nhiên và công nghệ sản xuất tiên tiến, kem Select không chỉ giúp làm trắng da mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, tăng quá trình sản sinh collagen, giúp giảm nhăn da và giảm mụn vô cùng hiệu quả. Vì thế mà sản phẩm luôn nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ người sử dụng đấy nhé. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem trị nám Select này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể tin tưởng và mua kem trị nám Select về dùng để cải thiện da mặt của mình hơn nhé. kem trị nám select hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám select hàng chính hãng, shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé